Hello, xin chào các bạn nhá. Mình là Quang đây. Thì chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhá. Thì hôm nay chỗ mình lại mưa. Đó, thì hôm nay mình lại không nghĩ ra cái ý tưởng gì. À đúng rồi. Hôm qua mình có bảo là mình sẽ làm món xoài đúng không? Đây mọi người nhìn xem. Ten 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 ten. Mọi người nhìn thấy gì không? Đó, thì trời đang mưa ấy. Hôm nay mình sẽ làm món xoài nắc siêu cay. Chắc là không siêu cay đâu, bởi vì là mình sẽ nắc đi muối nhá. Nắc đi muối, đường. Ok, giờ mình sẽ tiến hành đi là hái xoài nhá. Let's go. Đây các bạn ơi, tôi đang ở trong một rừng xoài. Nói đùa chứ đây là một cây xoài. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đấy. Ui giời. Này xoài. Đấy. Mọi người, tôi đã vặt được một quả nhá. Hôm nay ăn một quả rồi. Ăn gì nhiều béo đúng không, quên mất ăn xoài này không béo, nhưng mà tôi cảm giác là ăn cái này sẽ giảm béo sao ấy. Đấy, quả xoài này quả xoài to nhá, to nhất cây luôn. Hôm nay tôi sẽ vào, tôi sẽ chế biến luôn nhá. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste your time. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Wow. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Các bạn ơi, thì thằng em mình này, hôm nay anh em mình có hai anh em mình thưởng thức rồi. Đấy. Đây là một đĩa xoài mình làm siêu cay nha. Giờ anh em mình sẽ thưởng thức. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ăn đi em. Wow. Chua vậy. Nhiều các bạn nha. Ok. Ngon không? Ăn được đúng không? Mặc dù trong mấy quả, mặc dù trong mấy quả ớt vẫn ngon nhỉ? Để cho bạn em tắt ra nhé. Hả? Và rớt nước nhé. Và rớt mấy nước lắm. Ăn mất đi ra cay à? Mấy nay trời mưa gió, không ra bên ngoài ngoài trời để quay cho các bạn xem được. Nằm trong nhà ánh sáng nó hơi tối một tí. Em ơi, thấy được em ơi. Cày quá. Đừng đứng lên. Ngày có 10 ạ. Đưa vào lấy nước nha. Thì mình đã kiếm được một cốc nước đá rồi mọi người nha. Giờ ta sẽ uống đi. Thì mình uống được nước cam. Anh em mình uống nước cam. Còn mỗi đủ công nữa. Mà đủ rồi các bạn. Hôm nay mày ăn hết chỗ xoài cho mày. Thử thách ăn được không? Ăn được. Quyết luôn. Ăn luôn. Nhai mà ướt đấy. Anh cho tí đường nhá. Hơi mặn nhỉ. Xong mình vào nhà mình có cho thêm tí đường ấy. Giờ chắc chắn nó sẽ ngọt hơn một tí rồi đấy. Này em ăn đi. Rồi các bạn xem. Ngon phết nhỉ. Ừ. Chua. Chua phải hồn. Nay kiểu gì mình, anh mình sẽ ăn hết chỗ xoài rồi nha. Chua gì đấy. Em thấy cay không? Đã giờ ăn xoài chua bao giờ? Chua. Cảm giác ăn như thế nào? Phê. Nó phê không? Phê. Phê mà chua. Cảm giác em ăn ngon như thế nào?
Cảm giác em ăn cái chua không? Ngọt. Uống nước á? À? Uống nước ngon được hỏi à? Ừ. Chua chua như nào? Mày vừa hứa mày ăn hết không? Có. Chua quá mọi người. Chua vãi. Không biết anh em mình có nhiều ăn hết được không? Ừ. Vài ngày nữa đi học rồi đấy. Ở vài ngày nữa em không cần ai chở nữa. Em đi một xe đạp. À, lớp 1 biết đi xe đạp rồi. Ừ. Năm sau là lớp 1 mà biết đi xe đạp rồi à? Đấy, thằng em mình năm nay với có 6 tuổi, tính ra tròn 6 tuổi một lần mà đi xe đạp vèo vèo luôn. Cưng cục. Ức hết lên não. Ăn dưa đi. Dưa vậy. Đúng không hả? Hôm nay trời mưa mà mình vẫn chảy mồ hôi. Nói chung là mình chảy mồ hôi nhiều lắm. Thằng em mình nó vừa đến nhà rồi. Chua quá. Cay quá các bạn. Anh cảm giác chua quá mày ơi. Quân ơi. Anh chua lắm. Anh nghĩ không ăn hết đâu. Vẫn còn nửa đĩa nữa cơ mày. Ăn hết đi. Đây nha. Chua quá. Anh tận đi đây nha, tận đi đây. Đấy, ở đây còn nửa đĩa nữa cơ. Giờ mình sẽ thử thách anh em mình. Mày ăn hết tao cho mày 500 nghìn chơi không? Nghìn à? Mày chơi. Mày ăn hết tao cho mày 500 nghìn. Đây. 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 Đây chú mày nha. Đây cầm. Cầm để đâu? Đâu. Thơm không? Thơm để mày á. Ăn hết đi. Đây giờ mình sẽ thử thách nó ăn hết luôn nha. Anh em mình nó không biết liệu ăn hết được không? Anh ấy đây, đặt 500 nghìn đây này. Đây á, đặt tới để thôi. Anh em mình nó không dám thử thách mọi người ạ. Mồm nói phép thôi, không dám thử thách. Thôi, thì mình sẽ ăn. Mình xoài rơi luôn một cốc nước đá. Thôi kệ, uống luôn. Ăn luôn. Không sao. Mình sẽ em ăn mua, mình nữa đâu. Em mua xoài nha. Đấy. Mua xoài nha. Thôi. Nghe này rút ra. Ok, mình ăn một miếng nữa rồi mình sẽ tắt video nha. Hôm nay là thử thách ăn sò chua không thành mọi người ạ. Mọi người thông cảm nhé. Ok, thì lần sau mình sẽ thử thách ăn những món mới lạ hơn. Ví dụ như chanh chua chẳng hạn. Đấy thì bây giờ video của mình đến đây kết thúc nhá. Thì mọi người xem video của mình, thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu mà có ý tưởng gì nó độc đáo mà nó mới lạ thì mọi người cứ comment nhiệt tình vào. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.